léo vào lưới mình nhau mọi người. Mày tao mình bắt luôn, bán cho tao thu mua mọi người. Đó, hôm qua thì mình đánh được có hơn tạ. Có mấy cỏ nữa. Mực sống khỏe à? À có đẻ luôn xu. Có cái tạ mà họ tư là bên gì thôi. Tao với nhau gọi đánh lưới mọi người, vừa mới mở đường lưới đầu tiên đấy, đánh hôm nay đánh hải đường mọi người, đánh hải đường lưới một đường chừng hơn 5-2 lý mọi người. Tôi đợt lại khá là lạnh. Bà Kha chuẩn bị quắng cái cơ tiêu mọi người. Kha đang có một cái chip định dạng mọi người. Thì quẳng lưới, quẳng cái cờ tiêu xuống thì mình nhận biết được hướng di chuyển của lưới mọi người. Đợt này thì tóm mình đi 17 người mọi người, khá là đông, chia làm 3 đội, một đội lầy léo,
còn hai đội lên dưới mọi người. Chạy lên chạy chỉ có 4 lý thôi, lên thắng lừa có 4 lý thôi, ngày anh ấy có 3 lý thôi. Chạy ra lên có 3 lý thôi. Đánh vào có 47 mấy tấm nữa thôi. 47 mấy tấm là khoảng đó, khoảng lấy như là 2 đường đó. Thắng lừa đánh chưa? 37 tấm nữa thôi, 47 đó, hắt quay đầu rào thôi. Đầu tấm có 20 biểu. Đầu tấm có 20 biểu. Bắt đầu thả đường lưới thứ hai mọi người ạ. Lúc tối thì mình bán mực cho mua được có mười mấy triệu ạ. 18 triệu à. Dù hồi tối bán mực cho thu mua được 18 triệu à. Ít mấy lần này bọn mình đánh không được. Giờ chạy lên với đoàn đánh. Đoàn mình đánh là báo 4 tạ mực rồi. Đánh là hơn 8 triệu, 8 triệu rồi. Quay bà Kha làm cái cờ tiêu à. Cứ một đường cách chừng 22 lý thì tao mình pha một cái cờ tựa mọi người. Còn hôm nay anh Sáu đầu bếp của tao mình nấu cà ri ạ, cà chinh mọi người. Mùa đông này ăn rất là béo mà.
mình vừa mới kéo lưới ấy. Đang kéo lưới thì chiếc này léo quá lưới rồi mọi người. Một chiếc dạ, đôi dạ. Lưới bọn mình bị họ léo chắn đường lưới. Tối quá giờ nhờ họ lấy léo. Đôi dạ cao này của Lâm Đình. Cãi nhau thôi mọi người ạ. Tao họ léo quá lưới mình mọi người ạ. Cả bữa nay bọn mình đánh không được mấy. Có mấy con mực cóc mọi người. Mực bên này thì có mấy con thôi. Đó. Không giáo đã như kiểu đập nhau luôn. Lưới bởi mình đang kéo giờ phải cho lưới về sáu mở lưới ra mọi người. Chiếc tàu này của Lâm Đình mọi người. Léo vào lưới mình nhau mọi người. Ủa, chụp lại hải tao chụp với nhậu rồi. Ủa, hải tao hút nhậu rồi mọi người. Đợt này tao mình đi 17 người mọi người ạ. Ôi ôi, hút hại tao hút nhậu rồi. Giờ léo dính lưới không mọi người? Tắt lưới rồi. Cá mắm thì bữa nay bọn mình không có nhiều rồi. Cá có mấy con cá rồi.
cho mấy một tí cái nó cá luôn. Đá ném cặp ra đây khoảng có mấy con cà phi thôi mọi người. Bây giờ tao mới kéo lưới mọi người. Mình chuẩn bị bắt lưới kéo rồi. Mới lối được chừng 4 hải lý rồi. Mình hiện tại đang cấn mực cho tao thu mua mọi người. Tao có thu mua bán mà. Ừ.
lát bữa ai tao mình có để tả mực, chung là tả mực cơ mọi người. Hôm qua bọn mình nhập được là mười mấy triệu, là 13 triệu tiền mực. Có cả kiếm với một số cả lượng, có cá đen tải, cá đu kìa mọi người. Đây được có mấy con tôm mà. Đi tôm mà, ở đây có mấy con thôi mọi người. Lại có một xe tít ngoài kia, bọn mình luộc mấy khải tít rồi. Bữa là ngày thứ 8 rồi, thứ 8 rồi thì mình nhập được chừng vài tấm tiểu tiền mực sống chưa bạc thắng rồi, bạc sang được vài tấm tiểu tiền mực sống chưa? Rồi 98 triệu. Chuyến này tao mình được mấy bịch tôm mọi người, tôm khá là tươi, gấp vào những thùng nước đá rồi. Rồi mình bỏ đá lên tí nhé, rồi trở xuống là ướp vào hầm đá. Phía ngoài này chủ trùng đang ở sắt cà ghim thái gọi mọi người. Rồi bọn mình làm cả gọi tôm nữa. Không. Rồi, kiểu anh trai hừ anh nhiều chưa hay tùy chú à. Kiểu giải từ cái đi anh ngàn thớ vào đây giải từ rồi cà ghim thì bao giờ anh cũng ngồi với mọi người. Có cái những cái đường gần của anh sướng xù. Đây là tôm, thì có những con tôm phía dưới làm cũng nhiều tôm mà. Chú làm nhiều tôm không? Làm cũng tôm to, có cả tôm trời. Tôm vừa mới cầm lực đá xong, chờ sắt. Đây là nước chấm gọi, và mình chuẩn bị làm lực chấm sắt.
còn đây là lực chạch. Đây là tùng quá chạch mọi người ạ. Đây là nồi đậu phụ. Có nồi đậu phộng. Đây ở đây có mấy con mực kéo lưới được mọi người ạ. Mực với ông xã. Mình bỏ mấy bữa tơi mưa bỏ xuống ông xã với. Cũng rất là tắng. Một cây nướng lấy ăn rất là ngon mọi người. Mình chờ mực khi về mấy mươi, bán mấy mươi mấy chú. Hơn tiểu á? Tiêu rưỡi, chứ tiêu rưỡi đâu một ký. Một ký là ở nhà tầm khoảng rơi bao một tiêu sáu đồ lên. Tiêu sáu á? Một ký chứ bao nhiêu đồ? Rắn thì cứ ví dụ có 6 đến 7 con, còn có 8 con, một cái tỏi và một cái phước búa 7 con giờ, 7 con đó, chỉ còn nhiều thứ đó, chứ là ngoái ta mua một cứng một cứng đập, thứ thì bao có 25 con không rẻ đâu, là ngoái ta mua một cứng một cứng đập, 7 con đó, 7 con đó, 7 con mực mấy con đập mực đó, mực đó mà tắm đi, còn ăn mua về tiệm khách quá nhưng mà vừa đắt. 28.000 cũng không phải đắt mà. Đắt mà. Cái đó của mình rẻ hơn 18 lắm á. Hai thôi. Cái nhà 28.000 một con. Nhà tao phải tính. Cơm đi. Bây giờ là 12 giờ. 12 giờ thì bắt đầu tàu mình mới dọn mâm cơm ra để ăn cơm mọi người. Đấy là bạc bài. Chúng sát ra được một tô luôn, một tô cá gỏi, cá ghim với tôm mọi người. Đéo ba đi, chia cho đi. Tôm này là tôm xuống rồi. Tôm có ít nhá. Chia ngoài luôn. Tôm bạc đây, cá ghim loại siêu mỏng, nó rất ở tại dưới biển để bác ăn. Ngồi nữa. Cho chia ra đi. Rồi chia phân ra mọi người, mầm tế cho 2 điểm, mầm tế 2 điểm. Đấy, được kêu được kêu mầm chết được cầu. Đây đây là bữa cơm của tàu mình nha mọi người. Ở đây thì có mần gỏi, một lôi cánh gẹ, có cánh gẹ. Đây rồi khoai tây, sau khoai tây cái lưỡi cá nữa mọi người. Thì ta coi anh hàng thấy không, anh bảo quả đó
rồi cày không cày gì. Tao ăn nữa. Quá, bảy năm mưa mưa quả thôi. Đây, hôm nay mình sẽ quay Bắc Khánh ăn cà gỏi. Sáu ăn khác kiểu không chấm nước chấm mà cho tương ớt vào. Được thì ăn nó chi chịu. Bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video này ở đây nha mọi người. Thì cũng đã buồn rồi. Bây giờ ăn cơm cùng với mấy chú. Hy vọng với cái video này của mình thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn về cái cuộc sống của người dân bình thường quê của mình. Thì nếu mọi người thấy cái video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ cũng như tạo động lực cho mình ra những video mới mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.